Chào mọi người. Em lên rất là nhiều đồ á. Số điện thoại thì em để trên phần tiêu đề thôi. Zalo 0965 270762. Đầu tiên lên 4GB cái lê. 4GB cái lê Nhật Bản. Nên mà CA1 100.000. Tiếp theo lên đầu khẩu này. Chân là 3 phần chân là 1 phần 4 á. Số nhỏ lắm nha, em thấy đây số 4 này. Số 4, số 9 này. Rồi. 50.000. Xe 2. Lên 4 cái kim cắt này. Của Nhật này đó, MC Hit Good Hit. Miệng thì em lừa rồi. Này em chia lại cho mạnh về bạn lại đó, 200.000. Nãy em đã về chính quá đó. Có cái thì kẹt, có cái thì nói chung tương đối. Về rơi 7 tỷ nữa là CA3. Tiếp theo 4 cái kẹo cắt tôn 100.000. Miệng rin đẹp. Dài tầm 28 này. Cái này thì 37 này. Xe 4. Ba cái lưỡi bao. Về mẹ anh làm gì làm. Lưỡi bén lắm. 50.000. Lưỡi bao này siêu bén này. Xe 5. 5 cái móc. Chiều này là 10. 5 móc 90.000. Ai lấy nhiều hơn thì nói em á. Xe 6. 4 cái đục 17 ly. Dài tầm 24, 25, 26. 90.000. Xe 7. Có cái miệng để cha cha đánh 40.000. Xe 8. Có hai cái bùa. Hai bùa này tầm 3-4 lượng. Hàng đẹp. Có mọc hết. Cạn xe 8 được luôn này. Hai cái nặng 1 kg đó. 60.000 đó. Xe ăn 9. Tiếp theo hai cái này này. Hai cái này thì sai lượng á, tầm 6-7 lượng một đầu á. Mọc hết á, có mọc hết. Đầu nó hơi bể đó. Thì sai thì tạm được. Hai cái nặng khi rưỡi á. 60.000. Hai cái này sai lượng. Xe 10. Theo lên hai cây. Sai khá lượng. Cái này sai 7-8 lượng này. Đầu này. Cạn này về mà anh làm lại. Cái này nhỏ hơn này. Đầu thì còn khá. Cạn còn khá. Hai cái này cũng nặng ký rưỡi luôn. 60.000. Xe 11. Đến hai đầu này. Hai đầu này, đầu này to này, tầm 5-6 lượng, 7 lượng. Đầu này nhỏ hơn. Cũng bể vậy thôi. Hai đầu này 50.000.
22. Đến mấy cái đầu gõ xỉ. Về gõ xỉ. Gõ hàng. Đầu này nhỏ thôi. Mấy cái đầu này nhỏ thôi, mình cầm nhẹ lắm, gõ tiền. Bốn đầu này á. Bốn đầu này 60.000. Xe 23. Có cái khoang tay. Ngoài hình đây. Này 70.000. Xe 14. Một cái giáo làng giá. Có một chữ nhiều lắm. Này về mai lại thêm nữa. 90.000. Này đi làng giá siêu bẻng. Cảm của nó đi về em phải đổ kéo vào. Cắt làng giá này. Xe 15. Thêm một cái lưỡi riêu. Lưỡi riêu hiếm thấy. Theo em là đẹp. Chiều này là 22. Bảng lưỡi là 8. Nặng là cái 7. Nặng cái 7. Cái này 250. Xe 26. Có cái sàn xúc đất. Cái này 100.000. Nó mất cái cày téo. Xúc đất. Xe 27. Có cái cửa này. Cửa này về mảnh mặt cái da bằng. Cạn con khá đẹp. 100.000. Lưỡi 21. Này, chỗ em có người dùa. Một cửa này 20.000. Xe 28. Một cái đục chấn như này. Một cái bá 70.000. Mắc in da bằng. Xe 29. Đây cái mỏ lít Lutter 300ml. CRMO Steel. Miền này 120. Xe 20. Đấy cái rong rọc này. Của hàng tái gió 75ml. Gì đây? Này 107. Xe 21. Những cái cày này. Da bụng bá thẹp bát lói này. 100.000. Xe 22. Đến bồ dùa sậu này. Sai tương đối á. Sai tương đối được. Như cái này thì con sai tốt này. Cái này thì hơi rộn mấy chỗ thôi. Con sai tốt. Có cái bể. Bể. Bộ này 150 á. 150. Hai cái mấy á, gần 3 kia. Xe 23. Lên bộ bánh xe này. Về mảnh làm đẩy giang đô như đó. Tăng lên tăng xuống đấy. Này cao là 10. Đường kính 6 bằng rộng là gần 3. Bộ này 320.
ai lấy hai ba bồ gì bằng cỏ, bụng bồ bằng cỏ, xe 24. Có vít nhẫn này, mắc in da bắn, hàng tút má 70.000. Cái này thì thiếu mấy cái đầu ba ké này, cái đầu dẹp này thì chắc chưa sai mấy đâu, nó bị rớt thôi. Đầu đó thì đổ được. Đảo chiều bình thường xe 25. Có 3 cái khóa, khóa lưỡng. Cái này là 2932, 3641, 4146, hàng Nhật hết đó. Ba cái 150. Xe 26. Em là có 3 cái này. 30 này, Asahi này. 36 Igo. 38 hiếm thấy này, Nesuren. 46 này. Hàng cổ luôn. Rồi, 4 cái này 150. Xe 27. Hai cái dùa vuông 50.000. Cái này bị gãy thế này rồi, nếu không là nó size 30 nhá. Cái này size 30. Xe 28. Em dùa đó. Thì mình nhìn dùa đó. Đấy. Hai tám á, 50.000. Lấy kim cắt kèm. Này là em sẽ xí 350 á. Này cắt cạp 6 lý. Đôi khi mẹ anh có thể cắt 7 lý được, 8 lý được. Nó là kèm thôi. Kèm thương của mình thôi. Còn cái này chuyên để cắt các kèm á, các tắm á, các tắm xe máy nữa. Rồi cái này 150. Về các tắm xe máy, các lưỡi B40, các lưỡi hàng rào. Đến hai cái dùa gỗ, cái này dài 30 này, cái này thì 25, khác nhau 20 thôi. Dù gỗ con sai tốt á, cái bảng nguyệt, cái dẹp, hai cái 60.000. Bè 30. Lên 4 cái mỏ lít này, 5 cái mỏ lít này, 3 cái 150 của Nhật hết á, 2 cái 200. 120. Xe 31. Có bộ này Lotter này, 150 này, 2 cái này 200 này, cái này 250 này. Ba cái này, bốn cái này, bốn cái này 130. Xe 32. Đây cái bên mở này. Hàng túm này. Có bên mở trắng á. Về mà anh bơm ra. Nó ra mở đó. 150 á. Xe 33.
lên bộ cửa này, một lượt cái đập 60.000. Xe 34. Rồi hẹn gặp clip tiếp theo. Chiều nay thôi.